Rồi, xin chào cả lớp. Không biết là tụi em có nghe được. Không biết là cả lớp có nghe được tôi đang nói gì không vậy? Dạ thưa nghe. Dạ có. Nghe không? Rồi, cảm ơn. Trước hết là cũng xin lỗi là bữa nay là phải bắt đầu trễ nha, tại vì tôi mới chấm dứt xong hội đồng lúc 1:30, thành ra nên 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 đành phải dạy trễ thôi. Thật ra thì theo sự phân công á thì tôi dạy bài này tới 3 buổi lận, tức là chọn mẫu, tính cỡ mẫu và một cái buổi thực hành. Thành ra nên ngày hôm nay thì chắc là sẽ nói về cái chọn mẫu trước. Rồi xong rồi cái tuần sau hay là lúc một cái buổi nữa thì sẽ là cái tính cỡ mẫu và có một cái buổi gọi là sử dụng trên phần mềm. Thì tôi cũng đã có share lên cái slide về chọn mẫu. Thì tại sao chúng ta nói về cái câu chuyện chọn mẫu? Nhưng mà trước khi đi vô câu chuyện chọn mẫu thì tôi cũng muốn khẳng định trở lại cái chuyện hai cái khái niệm mà mọi người hay bị lẫn lộn, cứ nói tới chọn mẫu thì lại tính cỡ mẫu, rồi tính cỡ mẫu thì nói qua chọn mẫu. Hai câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau, một cái là sample size và một cái là sampling. Thì nó phải khác nhau. Khi mình nói tới cỡ mẫu tức là mình nói cái độ lớn của cái mẫu nghiên cứu mà mình sẽ áp dụng trong cái đề tài của mình. Tức là cái kích cỡ của là bao nhiêu người, bao nhiêu đối tượng mình sẽ đi khảo sát. Còn khi mình nói chọn mẫu là mình đang nói về cái technique, mình đang nói về cái kỹ thuật. Cái kỹ thuật là mình lựa chọn như thế nào để làm sao mình kiếm cho đủ cái đối tượng nghiên cứu vào trong cái đề tài nghiên cứu của mình. Thì thông thường khi nói về chọn mẫu thì người ta sẽ nói về cái dân số đích, dân số nghiên cứu, rồi cái cách chọn mẫu có xác suất hay không xác suất. Thực sự ra thì nhưng mà trước tiên thì nói về dân số đích, dân số nghiên cứu đi. Thì dân số đích là cái dân số mà ta thực sự ta mong muốn hướng tới, ta muốn cái kết quả của chúng ta nói về cái dân số đó. Cái kết quả của chúng ta sẽ áp dụng vô cái dân số đó. Thì cái dân số đó chẳng hạn như chúng ta đang muốn nói về người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ta nói về cái điều gì đó, tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 hay là tỷ lệ chích vaccine hay là tỷ lệ viêm gan siêu vi B ở người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì dân thành phố Hồ Chí Minh là cái đối tượng ta muốn muốn kết luận về cái cộng đồng đó, cái dân số đó. Tuy nhiên thì đôi khi từ cái dân số mà chúng ta muốn hướng tới thì khi chúng ta nghiên cứu thì cái dân số đó nó không không trùng với nhau. Nó không trùng với nhau là bởi vì đôi khi cái dân số ta muốn hướng tới đó thì ta không có tiếp cận tới họ được. Ta không tiếp cận vì một vài lý do. Nhưng mà vì lý do thông thường nhất là gì? Là thực sự ra mình cũng không biết cụ thể là họ là có bao nhiêu người. Chẳng hạn như chúng ta đang muốn nói người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thực sự ra thì dân thành phố Hồ Chí Minh thì bao gồm kể cả dân dân định cư, dân tức là có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh và những người tạm trú nữa. Mà những người tạm trú này đôi khi á, là cái con số đó chúng ta thống kê không được. Thành ra nên chúng ta nói rằng là cái dân số chúng ta muốn áp dụng kết quả nghiên cứu vào thì chúng ta muốn hướng tới cái tận cùng dân số là như vậy. Nhưng mà thực sự ra khi mà chúng ta chọn mẫu rồi chúng ta tính toán để chúng ta đi thì đôi khi chúng ta chỉ đi được trên những cái đối tượng mà chúng ta tiếp cận được. Những cái đối tượng mà từ đó thực sự dân số này sẽ được lấy ra. Đó là cái dân số dân số nghiên cứu. Cái dân số mà từ đó mẫu sẽ được chọn. Rồi thì đôi lúc người ta còn còn có một cái sự phân biệt nữa, không phải là cái dân số nghiên cứu thì có thể nó là dân của thành phố Hồ Chí Minh,
mà những người đối tượng mà chúng ta có thể tiếp cận được. Rồi dân số chọn mẫu, thêm một cái nhỏ nữa là những cái dân số mà thực sự mẫu được lập cái khung chọn mẫu được lập ra là mẫu được chọn ra từ đó nha. Thành ra nên có những cái khái niệm chúng ta cần phải phân biệt được. Rồi chúng ta có đơn vị chọn mẫu, chúng ta có khung chọn mẫu. Thì nhắc tới khung chọn mẫu thì có nhiều người hình dung à chắc nó là cái khung á, giống như là khung treo tranh, khung gì này nọ, nhưng mà thực ra không phải. Khung chọn mẫu chẳng qua đó là danh sách à, mà danh sách gì? Danh sách của tất cả các đối tượng chọn mẫu trong dân số. Như vậy nghĩa là khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta chọn mẫu phải có cái khung chọn mẫu, nghĩa là chúng ta phải lập được danh sách của tất cả các đối tượng trong cái dân số mà chúng ta sẽ nghiên cứu. Nha. Mà cái chuyện lập danh sách đó có dễ dàng không? Theo mọi người, lập danh sách thì có dễ dàng không? Ở đây có ai đi học mà khi đi học là đã làm ở trên cộng đồng không? Chia sẻ kinh nghiệm đi. Trong số mọi người đang học ở đây có ai khi đi học là mình làm ở ở cộng đồng hay là ở trung tâm y tế, ở trạm y tế hay gì không? Sao im lặng hết vậy? Mời mọi người mạnh dạn chia sẻ đi. Cái việc có cái khung chọn mẫu này có dễ dàng không? Cả lớp. Không lẽ tất cả mọi người đi học này không có ai làm ở ngoài cộng đồng hết à? Nguyễn Phạm Phương khó thực hiện à? Tại sao khó thực hiện em? Dạ cô ạ. À, tại hồi trước cũng có đi trước cũng có đi cộng đồng để đi lấy mẫu cần cái danh sách đó cô, nhưng mà đi ở lấy mẫu ở trạm y tế thì cần danh sách, thì việc cái cập nhật cái danh sách này cũng khá là khó mà cập nhật cái danh sách địa chỉ thứ danh sách của người dân cũng khó để tiếp cận. Rồi cảm ơn. Thì thực sự ra trên thực tế nó là như vậy. Đó là một trong những lý do tại sao mà người ta nói rằng là khi mà làm một cái đề tài trên cộng đồng, người ta sẽ không áp dụng cái phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Mặc dù cái ý nghĩa của chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thì thiệt sự ra rất là đơn giản, nhưng mà cái yêu cầu để chọn mẫu ngẫu nhiên đơn là chúng ta phải có được cái khung chọn mẫu, chúng ta phải có được cái danh sách của tất cả các đối tượng chúng ta sẽ chọn, để đảm bảo sao rằng là tên của những đối tượng chúng ta sẽ chọn nó nằm trong danh sách của chúng ta. Để làm gì? Để đảm bảo rằng tất cả đều có một cái xác suất được chọn vào như nhau. Nghĩa là nếu nói nôm na, khi người nghiên cứu người ta nhắm mắt hay là người ta mở mắt hay người ta dùng phần mềm hay người ta dùng bất cứ gì, người ta chọn ra một gọi là những cái con số ngẫu nhiên, thì những con số ngẫu nhiên này nó được gán với tên của một cái người nào đó trong danh sách. Vậy thì cứ ứng với một cái con số thì sẽ chọn ra một người ha. Thì rõ ràng cái việc lập được một cái danh sách đầy đủ tên của tất cả những người gọi là người dân ở đó đủ điều kiện tham gia vô, thì một cái danh sách đầy đủ đó không phải dễ ha. Thành ra nên cái chuyện mà chọn mẫu ngẫu nhiên đơn trên một cái cộng đồng rộng lớn như thành phố Hồ Chí Minh là cái chuyện không tưởng. Tuy vậy người ta sẽ vẫn có cái cách để thực hiện được.
tức là ở cái cấp độ nào đó thì người ta mới lập danh sách thôi, còn nếu mà tính ra cho toàn thành phố hay toàn quốc gia thì người ta sẽ không lựa chọn cái phương pháp chọn mẫu đó. Thì quay trở lại cái bài của mình thì á, thì với cái chuyện của mình là phải lập cái danh sách này, cái khung chọn mẫu này, thì mọi người sẽ hình dung ra được đó là danh sách, có thể đó là danh sách của cá nhân, đó là sao danh sách của hộ gia đình. Nhưng mà ai đã từng đi cộng đồng rồi thì thấy rằng là cái chuyện lập danh sách nó không đơn giản một chút nào. Đơn vị càng nhỏ thì nó càng dễ. Thí dụ lập danh sách các hộ gia đình trong tổ dân phố thì có thể khả thi. Nhưng bắt đầu lập danh sách tất cả các người dân sinh sống tại phường, trong phường thì bắt đầu phức tạp hơn rồi. Rồi trong quận, rồi càng lên trên thành phố, rồi toàn quốc thì cái chuyện đó nó càng khó hơn. Do đó thì người ta làm sao để cái chọn mẫu nó càng gọi là ở cái cấp thấp thấp thì cho nó dễ. Rồi thì tiếp theo đó là những đơn vị chọn mẫu. Những đơn vị chọn mẫu là có thể là người, có thể là hộ gia đình, mà dựa vào đây chú tiến trình chọn mẫu có thể được thực hiện. Cái đó tiếng Anh nó gọi là sampling unit ha. Thì cái sampling unit này thì nó sẽ có những cái mà mọi người sẽ là nghe cái chữ viết tắt nó là PSU, là B, BSU đó, PSU đó, tức là Primary Sampling Unit, tức là cái đơn vị chọn mẫu nguyên phát, đơn vị chọn mẫu đầu tiên. Thì tại sao người ta giới thiệu tới cái chuyện này? Lý do rằng là đôi khi cái quá trình chọn mẫu của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên thì chúng ta rất là muốn hướng tới cái dân số chúng ta muốn nghiên cứu, cái dân số mà chúng ta sẽ gọi là cái dân số tham chiếu của chúng ta đó. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta không có tiếp cận được tới cái dân số đó, mà chúng ta chỉ có tiếp cận được không tiếp cận được cái dân số đích của chúng ta, mà chúng ta chỉ có tiếp cận được cái dân số mà từ đó mẫu chúng ta mới lấy ra được. Xong từ cái mẫu dân mà chúng ta muốn lấy ra đó thì chúng ta lại phải có được cái khung chọn mẫu. Rồi từ cái khung chọn mẫu đó chúng ta mới chọn ra mẫu. Rồi khi trong mỗi mẫu đó thì chúng ta có những cái đối tượng nghiên cứu. Và khi chúng ta tiến hành đo lường những đối tượng nghiên cứu đó thì chúng ta sẽ có những cái kết quả để chúng ta xử lý. Thì tùy tùy từng cái bậc từ từ xa cho tới gần thì chúng ta sẽ có thể có nhiều điều chúng ta cần phải lưu ý. Thí dụ như từ cái dân số đích, cái dân số tham chiếu mà muốn qua tới cái dân số chọn mẫu thì rõ ràng chúng ta đôi khi để cho thực tế, trên thực tế chúng ta có thể làm được thì chúng ta phải chọn dân số chúng ta tiếp cận được, và cái dân số tiếp cận này đôi khi nó cũng hơi khác khác so với dân số đích. Thì cái chỗ này rõ ràng chúng ta đang có một cái sai lệch, nó gọi là một cái sai lệch chọn mẫu. Chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ, chúng ta phải có một cái lưu ý để mà chúng ta lưu ý tới, đó là gì, là cái khả năng khái quát lên cái dân số mà chúng ta mong muốn nghiên cứu đó ha. Thì ở chỗ này nó gọi là một cái tính giá trị ngoài, tức là cái giá trị, cái khả năng mà chúng ta có thể khái quát lên từ cái dân số, từ cái mẫu mà chúng ta lấy mẫu đó, chúng ta khái quát lên câu chuyện, câu chuyện của dân số đích. Đôi khi chúng ta đảm bảo được tính khả thi nhưng mà cái tính khái quát thì chúng ta không đảm bảo được nha. Rồi tiếp theo nữa là khi chúng ta chọn mẫu ra, chúng ta đi đo lường thì vì đo kiểu này kiểu kia cho nên chúng ta có thể phạm phải những cái sai lệch do đo lường. Thì những cái sai lệch do đo lường nếu chúng ta không có lưu ý để kiểm soát cho tốt thì chắc chắn rằng là sai lệch nhiều quá thì cái kết quả nó khó tin. Cái khó tin thì người ta gọi là gì? Là những ảnh hưởng tới
gọi là internal validity, tức là cái giá trị bên trong. Cái giá trị bên trong nó đạt được khi nào chúng ta có một cái sự đo lường chuẩn xác, à, để kết quả chúng ta ra, đo ra được nó phản ánh đúng với cái sự thật. Thì cái đó chúng ta gọi là internal validity, tức là cái giá trị nội tại, giá trị bên trong nha. Còn cái giá trị mà chúng ta có thể khái quát từ cái nghiên cứu của chúng ta lên cái dân số đích, thì cái đó là giá trị bên ngoài. Thì đôi lúc làm nghiên cứu chúng ta phải cân nhắc giữa giá trị bên ngoài và giá trị bên trong. À, giá trị bên trong thể hiện được cái thực sự đề tài của chúng ta làm có đúng không, có tốt không, có chất lượng không. Còn giá trị bên ngoài nó thể hiện cái đề tài của chúng ta có thể khái quát lên được cái dân số mà chúng ta muốn hướng tới hay không. Thì rõ ràng khi cân nhắc giữa giá trị bên trong và giá trị bên ngoài thì người ta luôn luôn phải nghĩ tới chuyện đầu tiên là phải đảm bảo giá trị bên trong. Anh đừng nói tới chuyện là anh có thể khái quát ra được toàn dân số thành phố Hồ Chí Minh, toàn quốc này nọ kia. Khi mà anh làm một cái đề tài anh mà người ta chỉ ra anh sai bét bè trong cái chuyện đo lường, rồi cái giá trị anh thu được không có tính tin cậy gì hết, thì như vậy á, rõ ràng là ta cái kết cục chúng ta đo lường được ha, cái kết quả chúng ta là làm ra được thì chúng ta còn chưa đáng để tin cậy, thì nói làm sao dùng cái đó để mà khái quát lên thành ra cái câu chuyện chung của toàn thành phố nha. Thì thành ra người ta nói khi cân nhắc giữa giá trị bên trong và giá trị bên ngoài thì trước tiên, cho dù không đảm bảo được giá trị bên ngoài thì giá trị bên trong phải được đảm bảo là như vậy. À. thì cái này hơi nói rộng một chút. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay là chúng ta đang nói về cái sampling. Sampling như thế nào để đảm bảo được cái external validity, đó là cái giá trị bên ngoài. Bây giờ ta mong muốn nói về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà trên thực tế tiếp cận gọi là cái danh sách những người dân thành phố Hồ Chí Minh, danh sách các hộ gia đình của toàn thành phố khó quá. Thì chúng ta sẽ chọn mẫu bằng cách như thế nào đó, chẳng hạn là chọn một số quận hay huyện, rồi từ quận hay huyện chúng ta chọn ra một số phường, ví dụ như vậy. Rồi cái phường đó chúng ta mới đi khảo sát. Và ta kỳ vọng là sao? Cái câu chuyện của chúng ta là khảo sát một số phường rải rác trên toàn thành phố. Nhưng kết quả của chúng ta có thể khái quát lên được câu chuyện của toàn thành phố. Thì cái đó nó gọi là chúng ta đang có những cái kỹ thuật chọn mẫu thích hợp để làm sao chúng ta có thể nói được cái câu chuyện của cái dân số đích. À, thì cái đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Rồi. Thì bây giờ nói về cái chọn mẫu ha. Thì giống như cái hình hồi nãy mình đã nói, tức là bây giờ muốn nói về cái dân số xanh xanh ở ngoài cùng này nè, mà bây giờ tôi phải chọn mẫu ở cái tầng thấp hơn, hoặc là thậm chí xa xa hơn ha. Thậm chí là cái sample của tôi là tuốt ở dưới này, thì làm sao cái mẫu của tôi mà có thể khái quát lên được một cái dân số mà bao phủ bên ngoài màu xanh này nha. Thì tôi phải nghĩ tới những cách chọn mẫu nha. Thì cái câu chuyện chọn mẫu là cái câu chuyện là chúng ta làm cái cách nào đó để chúng ta lấy đủ cái số lượng người đối tượng nghiên cứu mà chúng ta cần vào cái khảo sát cái đề tài của chúng ta. Mà cái cách lựa chọn đó, cách chọn người vừa đảm bảo đủ số lượng mẫu cần mà vừa đảm bảo là nó được khái quát lên được cái dân số nghiên cứu, cái dân số đích của chúng ta nha. Thì cái đó là cái mục đích yêu cầu. Nhưng mà trên thực tế thì khi nói về phương pháp chọn mẫu thì người ta sẽ nhắc tới hai câu chuyện. Một cái câu chuyện là chọn mẫu có xác suất và một cái câu chuyện chọn mẫu không xác suất. Bây giờ có xác suất nghĩa là sao, mà không xác suất nghĩa là sao? Nếu mình gọi là theo cái suy nghĩ của mình ha, thì mọi người nói cho tôi biết là cái hiểu chọn mẫu có xác suất là sao mà không xác suất là sao? Mời ai đi?
Mời cô Bùi Thị Ngải đi. Em bật micro chưa được. Rồi, vậy ai bật micro được có thể trả lời được không? Giải thích cho biết là chọn mẫu có xác suất là sao mà không xác suất là sao? Mời một người nào khác. Đặng Anh Thảo. Dạ chào cô. Rồi. Em hiểu có xác suất là sao mà không xác suất là sao? Dạ thưa cô, là theo em thì chọn mẫu không có xác suất, tức là mình chỉ chọn vô cái sự chủ quan của mình thôi, chứ nó không có theo một cái nguyên tắc gì hết. Còn chọn mẫu có xác suất tức là tất cả những cái người trong cái mẫu đó thì đều có một cái khả năng được chọn như nhau. Dạ theo em hiểu là vậy. Ok rồi, cảm ơn em. Thật ra không phải là trong cái mẫu đó, mà trong cái dân số mà mình muốn lấy cái mẫu ra đó ha, thì mỗi người đều có cái khả năng được chọn vào như nhau bằng với cái xác suất chúng ta tính được. Và cái xác suất đó là bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng là cái số mẫu chúng ta chọn. Chúng ta sẽ lấy là xác suất được chọn vào sẽ là một phần cái số lượng người trong dân số mà chúng ta khảo sát. Thí dụ, dân số thành phố Hồ Chí Minh là 10 triệu người. Giả như chúng ta có thể lập được danh sách của 10 triệu người này thì xác suất để được chọn vào mẫu là của mỗi người là chúng ta biết trước được, và cái này chúng ta tính toán được đó là 1 phần 10 triệu. Đúng không? Thì chọn mẫu có xác suất là như vậy, tức là tất cả mọi người đều có khả năng có tên trong cái danh sách chọn mẫu, và cái danh sách này chúng ta biết được tổng cộng có bao nhiêu người thì mỗi người đều có một cái xác suất được chọn vào trong cái mẫu nghiên cứu của mình như nhau, đó là một phần n. Cũng giống như khi chúng ta nói về cái chuyện mà đổ cái hộp xí ngầu, thì hộp xí ngầu có 6 mặt đúng không? Như vậy thì xác suất xuất hiện một trong 6 mặt đó là 1/6 nha. Thì cái đó nó là chọn mẫu có xác suất, nghĩa là cái khả năng để xảy ra những cái tình huống nó tương tự như nhau và nó được biết với một cái xác suất được tính trước được nha. Còn chọn mẫu không xác suất nghĩa là cái cách thức chọn mẫu làm sao mà khi cái mẫu được lấy vào đó thì người ta không có đoán trước được, và cái xác suất được chọn vào, cái cơ hội được chọn vào đó nó cũng không giống nhau. Giống như là bây giờ chúng ta làm một cái cuộc điều tra về thị trường, thì mọi người thấy cái cuộc điều tra về thị trường người ta sẽ thông thường tiến hành như thế nào? Hả? Có ai có kinh nghiệm tham gia trong những cái điều tra thị trường không? Thông thường là người ta có thể đứng ở đâu đó ở trước cửa của siêu thị, đi ngang thì sẽ ngoắc ngoắc mà mình vào,
À, rồi có thể đầu tiên là người ta tặng cho mình một cái mẫu gì gì đó, hay là đưa cho mình cái voucher gì đó, nói là tặng cô chú gì đó xài cái voucher này, xin cô chú cho biết tên và số điện thoại, xong sau đó nói trả lời giùm một số ý này nọ kia ha. Thì rõ ràng là cái cách thức chọn mẫu đó không hề có xác suất thấy ai thì chọn như vậy, và đôi khi là nó chọn mẫu thì rất là thuận tiện nha, nhưng mà nó hoặc là có thể chọn theo cô ta, thí dụ như mình quyết định là chọn 50 nam 50 nữ thì đủ 50 nam 50 nữ bất kể ha, thì chúng ta chọn chọn vào như vậy hết rồi thôi. Hoặc là có thể làm theo kiểu nó gọi là hòn tuyết lăn, tức là thí dụ như bây giờ trường muốn làm một cái tham khảo ý kiến gì đó ha, nhưng mà trường mình thì trường học ấy cho nên là chắc không có cái vụ này, nhưng mà thí dụ như người ta muốn tham khảo ý kiến thì đầu tiên phát cho một số người, xong những người đó đem về nhà phát tiếp cho một số người nữa, và dặn những người đó là đi ra đâu gặp bạn bè phát tiếp nữa ha, thì nó lăn tới đâu nó mở rộng ra tới đó nha. Rồi có khi nó là cái chọn mẫu có mục đích nha, thì thí dụ như là bây giờ tôi quyết định là tôi sẽ chọn theo cái nhóm này thì nó là vậy, nhóm kia thì tôi sẽ chọn theo để đạt được cái yêu cầu của tôi. Nói chung là nó khá là thuận tiện cho nên mình nói chọn mẫu thuận tiện là cũng là như vậy, hoặc là mình nói chọn mẫu liên tiếp, tức là cứ lấy hết tới chừng nào thôi chấm dứt rồi thôi ha. Thì đó là những cái cách thức mà cái người được chọn vào thì nó không cái cơ hội được chọn vào nó không đều như nhau ha. Có những người sẽ có nhiều cơ hội được chọn vào hơn, có những người ít cơ hội hơn, và mỗi người được chọn vào với một cái xác suất mà không biết được nha, tức là bả đâu sâu đó, thì cái đó là cái chọn mẫu gọi là không ngẫu nhiên, chọn mẫu không xác suất. Tuy nhiên trên thực tế thì đôi lúc khi chúng ta làm đề tài thì chúng ta vẫn chọn vô cái cách là chọn mẫu không xác suất này. Lý do tại sao là bởi vì đôi lúc thì đâu có dễ, ví dụ như mình muốn đánh giá sự hài lòng của các bệnh nhân ở khoa ngoại trú của bệnh viện X nào đó ha, thì một ngày có thể có rất là nhiều người được vào, thì nếu mà chọn mẫu có xác suất nha thì chúng ta có thể chọn bằng cách là gì, là chúng ta sẽ thôi bây giờ chúng ta giả định đi, tại vì chúng ta coi hồ sơ thì chúng thấy một ngày có từ 10 đến 15 người vô trong cái phòng đó, thì chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta cần mỗi ngày chúng ta chọn được 3 người hay 4 người, thì 3 người hay 4 người đó thì với cái con số mà được khám ở phòng đó mỗi ngày là từ 15 tới 20, thì chúng ta sẽ thấy rằng là để chọn được 3 hay 4 người thì chúng ta có thể là 5 người cách chọn một lần, hoặc 4 người chọn một người đó, thì chúng ta sẽ vô cái phòng đó và chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên người đầu tiên, xong sau đó cứ 4 người hay 5 người gì đó chúng ta sẽ chọn vào ha. Thì chúng ta có thể thực hiện theo kiểu như vậy, tức là chúng ta chọn cũng có xác suất đó, còn không thôi thì chúng ta nói rằng là khó quá, không có biết được một ngày bằng bao nhiêu, mà thật ra bệnh thì cũng ít thôi, có người nào thọp được người nào thì mừng người đó, chờ khi nào hết thì thôi dừng lại, cho nên là chúng ta nói rằng là cũng tới cái phòng khám đó ở cái buồng số mấy số mấy gì đó, rồi chúng ta cứ ai vô khám ở cái phòng đó thì chúng ta cứ lấy hết ha, lấy tới chừng nào đủ yêu cầu của một ngày rồi thôi thì chúng ta dừng lại ha. Thì cái đó là cái chọn mẫu liên tiếp, chọn mẫu không xác suất. Còn nếu chọn mẫu có xác suất thì ít nhất chúng ta cũng lập danh sách, hoặc nếu không lập được cái danh sách thì chúng ta ước tính được rằng là một ngày theo theo chúng ta khảo sát trước đó thì chúng ta một ngày chúng ta thấy từ 15 đến 20 người. Như vậy chúng ta bốc thăm ra một số ngẫu nhiên,
đầu tiên ha, thí dụ như bây giờ khoảng cách k nó là bằng 5 thì cái số ngẫu nhiên đầu tiên có thể là 2, 3 gì đó, xong sau đó cứ cộng 5, cộng 5, cộng 5, cộng 5. Thì những người nào vô ứng với cái số thứ tự số mấy đó chúng ta sẽ mời. Đó là cái cách thức biến thành chọn mẫu có xác suất. Còn nếu mà chọn mẫu không xác suất thì cứ nói rằng là một ngày có thể thu thập được khoảng 10 bệnh nhân, thì cứ ai vô từ đầu ngày cho tới cuối ngày, à, nếu mà đủ điều kiện thì mời vô, trừ trường hợp mà kết thúc sớm, đủ sớm thì chúng ta ngưng sớm. Rồi. Thì cái đó là chúng ta nói sơ qua về chọn mẫu có xác suất và không xác suất. Bây giờ khu trú lại của chúng ta chọn mẫu có xác suất. Tại sao chúng ta muốn chọn mẫu có xác suất? Bởi vì trừ trường hợp đặc biệt chúng ta làm cái chuyện chọn mẫu có xác suất này nó không khả thi. Cho nên là chúng ta cứ làm theo cái kiểu là thu vô có đủ điều kiện là thu vô hết, cho tới chừng nào mà đủ thì dừng lại ha. Còn không thôi thì chúng ta nếu mà làm theo đúng bài bản thì chúng ta sẽ làm những cái phương pháp chọn mẫu có xác suất. Đó là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, chọn mẫu hệ thống, chọn mẫu phân tầng, chọn mẫu cụm và chọn mẫu nhiều giai đoạn ha. Rồi, cách chọn mẫu có xác suất đầu tiên là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Thì hiểu của cái chọn mẫu ngẫu nhiên đơn này là như thế nào? Tức là cái khái niệm của nó hết sức là đơn giản. Đơn giản là gì? Bây giờ có bao nhiêu người trong dân số thì lập danh sách đi. Lập danh sách xong rồi thì chúng ta biết tổng cộng bao nhiêu người. Như vậy thì xác suất của một người đó là 1 phần n đó. Ha. Thì mỗi người được gán vô một cái số. Thì bây giờ chuyện tiếp theo là gì? Dùng máy tính bấm ngẫu nhiên hay là chọn cái số ngẫu nhiên từ trong máy móc gì đó vân vân ha. Thì chúng ta lựa ra được n nhỏ con người, n nhỏ cái số ha. N nhỏ đó là gì? Là cái sample size của chúng ta, là cái số lượng mẫu mà chúng ta cần phải lấy ha. N nhỏ người này được lấy từ n lớn người, là n lớn là số người của dân số. Vậy thì để lấy được n nhỏ này trong số n lớn là người của dân số đó thì chúng ta chọn bằng cách nào? Với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn là lập hết danh sách của toàn bộ cái dân số từ 1 cho tới n lớn, xong sau đó chúng ta sẽ dựa vô cái con số mà chúng ta đã dùng máy tính để chúng ta tính ra. Ví dụ như chúng ta ra được là 700 con số đó ha. Ứng với cái câu chuyện là chúng ta cần cỡ mẫu là 700 ha. Thì 700 cái con số thì mình đã nói là gì? Mỗi người trong dân số đã được viết vô trong cái danh sách người dân thành phố Hồ Chí Minh, và có mỗi người gán cho một cái số cái từ nói nôm na là cái số để người ta biết mà chọn vào ha. Và khi người ta đọc lên cái số hoặc là nói ra cái số mà người ta đã chọn ngẫu nhiên đó, mà nếu trúng với cái số mà của người nào thì người đó sẽ gọi là được vô trong cái mẫu ha. Thì cái cách thức như vậy người ta cho rằng rất là ngẫu nhiên, rất là đơn giản. À, đơn giản ở chỗ nào? Thì cứ lập danh sách đi, danh sách xong rồi thì ai trúng vô con số nào, con số được bóc ngẫu nhiên đó, ai trúng số nào thì người đó vô trong cái mẫu, vậy thôi, có gì đâu. À, thì khái niệm của nó là đơn giản. À, đơn giản là bởi vì sao? ai cũng có xác suất như nhau, xác suất này biết trước được, à, và xác suất này tính toán được. Và cái mỗi người khi biết xác suất như vậy thì
Bước tiếp theo là cứ gọi đúng số của mình thì mình bước qua bên mình vô cái mẫu vậy thôi. À, và nó độc lập với người khác, không có cái chuyện là hai số một người hay một người hai số một người hoặc là một số hai người. À, còn chuyện còn lại là làm sao có được những con số ngẫu nhiên này, đó là câu chuyện mình có thể nhờ máy tính, mình có thể nhờ cái phần mềm gì đó vân vân, hoặc là hồi xưa nếu không có máy tính, không có phần mềm thì người ta dùng bảng số ngẫu nhiên. À, thì bảng số ngẫu nhiên đó là gì? Là một cái bảng gồm có rất nhiều con số. À, cái con số này thì tạo ra từ đâu rồi nó có tùm lum chỗ hết trơn, tức là mở những cuốn sách thống kê cũng có thể có, một số trang báo cũng có thể có, một số chỗ nào đó cũng có thể có. Nhưng bảng số ngẫu nhiên đôi lúc nó là một bảng tới 4-5 cái chữ số trong đó lận hả, đúng không? Mà trong khi đó rõ ràng á, thì cái tổng dân số của thí dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì đâu phải lúc nào là cũng là những cái con số lớn như vậy ha. Thì đôi lúc thì người ta sẽ nói rằng là à, tôi cần khảo sát tôi cần phải lấy vào là 300 người ứng với trong cái thứ tự đó, ứng với cái bảng số ngẫu nhiên. Rồi thì bây giờ 300 người này thì tôi thấy rằng là cái tổng cái dân số không bao giờ mà tới 34.735 cả, cao lắm thì nói chung là chúng mình có thể là mình xài đúng cái con số ngẫu nhiên này, gồm có 5 chữ số, hay là cái nhu cầu của tôi ít hơn thì tôi nói rằng là chọn 3 chữ số sau cùng của cái giải này, hoặc là xin lỗi, 3 chữ số bên phải của cái giải này, hoặc là 3 chữ số bên trái của cái giải này. Xong sau đó thì nhắm mắt chỉ đúng vô cái số nào, thí dụ 73007, mà mình nói rằng là 3 cái số bên phải của cái giải này mà bốc trúng vô cái giải thứ 3 mà cái hàng mà 37707, thì nếu như mà tôi quy ước thì tôi nói 3 chữ số sau, thì như vậy cái số đầu tiên tôi chọn là số mấy mọi người? Cái giải này gồm 5 chữ số lận, nhưng mà tôi quy ước là tôi chỉ lấy 3 chữ số thôi, và 3 chữ số sau và số đầu tiên tôi chọn là tôi chọn trúng cái số 73007. Vậy thì số ngẫu nhiên tôi có được là số bao nhiêu? Mọi người hiểu câu hỏi không? Hello, hello. Tỉnh ngủ đi, tỉnh ngủ đi. Có ai trả lời không? Dạ, là số đầu tiên là số 7 đúng không cô? Đúng rồi. Mình đã nói rằng là cái giải này nó có 5 chữ số lần, nhưng mà quy ước của mình là 3 chữ số sau của cái giải này ha. Rồi mình nhắm mắt, mình giơ tay bốc trúng vô là bốc trúng vô cái số 73007 mà mình đã nói theo quy ước là 3 chữ số sau. Như vậy thì cái số đầu tiên lấy được là số 7 ha. Thì mình quy ước trước luôn là từ cái số ngẫu nhiên này mình đi hết, xong mình hoành qua phải mình đi lên, xong mình hoành qua phải mình đi xuống, xong mình hoành qua phải mình lại đi lên. Như vậy thì cái số đầu tiên là số 7 rồi, thì cái số tiếp theo thứ hai là số bao nhiêu? Dựa trên bảng số ngẫu nhiên này, số tiếp theo thứ hai là số bao nhiêu? Ai trả lời đi. Số tiếp theo đầu tiên là số bao nhiêu? Số tiếp theo cái số đầu tiên là số bao nhiêu? Bành Kiều Vi.
Dạ em chào cô ạ. Ừ. Dạ hồi nãy cái mạng em nó bị lát, em chưa có nghe rõ câu hỏi ạ. Tức là bây giờ á là nói rằng là bảng số ngẫu nhiên này mình có 5 chữ số lận, là mình sẽ chọn những cái số những cái nói chung là mình sẽ chọn ra một số số, và cái số này á thì chỉ cần là ba cái số phía sau của cái dãy năm số này ha. Và mình sẽ nhắm mắt mình chọn ra cái số ngẫu nhiên thì ra được cái số ngẫu nhiên là của cái dãy 73007. Thì như vậy số ngẫu nhiên đầu tiên là bao nhiêu thì một bạn đã trả lời đó là số 7. Rồi tiếp theo quy luật là từ cái những cái dãy số ngẫu nhiên này thì tôi sẽ đi xuống, xong rồi tôi lại đi ngang, rồi tôi lại đi lên, rồi ngang qua, rồi tôi lại đi xuống, rồi ngang qua, tôi lại đi lên. Thì như vậy sau cái số 7 đầu tiên được chọn rồi là số tiếp theo thứ hai là số bao nhiêu? Dạ số tiếp theo số 2 là số 84. 784 cho em. Dạ 784. Dạ 784. Ừ, 784 nha. Rồi. Rồi tiếp số tiếp theo thứ 3 sẽ là 259, rồi tiếp theo số thứ 4 sẽ là 948, rồi số tiếp theo thứ 5 là 861 ha. Thì như vậy nhiệm vụ của mình là dùng bảng số ngẫu nhiên, rõ ràng là cái con số nó xuất hiện rất là ngẫu nhiên. Và nếu mình quy ước rằng là khung chọn mẫu là cái khung gồm tất cả những cái cá thể trong cái dân số, hay là trong cái, nói chung là tùy vô cái mục đích nghiên cứu của mình, mà mỗi cá thể này sẽ có gắn với lại một số thứ tự. Và khi chúng ta bốc thăm thì chúng ta cần bốc thăm ra những cái con số thôi. À, thí dụ con số 7, con số là 784, con số là 259, con số là 948. Thì ai là cái người ứng với những con số này thì coi như là sẽ được chọn. À, thì cái đó là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Là bởi vì cái cách thức làm nó đơn giản vô cùng. À, rút thăm các số nguyên sao cho đủ cỡ mẫu, rồi dùng bảng số ngẫu nhiên gì đó dần dần. À, nhưng mà nhớ rằng chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thì là sao? Là mọi đơn vị lấy mẫu đều được chọn vào mẫu với xác suất bằng nhau và độc lập với chuyện chọn cái đơn vị mẫu khác. Hay nói nôm na là không có chuyện mà chọc mà gọi là trùng hay là ấy gì, tại vì mỗi người được gắn với một xác suất mà xác suất này bằng nhau. Thành ra nên nếu như mà ví dụ quên rồi lập danh sách gọi là trùng tên trùng ấy, thì như vậy thì mình sẽ thấy rằng là cái xác suất để mà được chọn vào như vậy là nó không bằng nhau nha. Thành ra nên cái khái niệm của chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thì nó rất đơn giản, nhưng thực hiện có dễ không nha, có khả thi không và tại sao nha, mọi người suy nghĩ xem. Đặng Hoàng Khánh Duy. Khánh Duy trả lời được không Khánh Duy? Dạ alo cô hỏi là giùm em nghe chưa rõ câu hỏi à. Bây giờ cách thức chọn mẫu ngẫu nhiên đơn như vậy á thì cái khái niệm thì nó rất đơn giản như vậy, nhưng mà cái thực hiện thì nó có đơn giản gì không? Dạ theo em là
cái khái niệm nó đơn giản nhưng mà thực hiện sẽ không có đơn giản á, tại vì là phải mình phải rút thăm ngẫu nhiên cho đủ cỡ mỏng thì rút cái thăm thì cái chuyện đó mọi người nói dễ ọt à. Ngày nay á, là có phần mềm á, là thậm chí trên Excel cũng có nữa, em chạy ra gọi là chọn random chẳng hạn, thì em bấm một cái nó ra cho em con số, bấm một cái nó ra cho em con số, bấm một cái nó ra cho em con số à, em chỉ còn lụm số, em ghi vô, em nói em cần mẫu 200 người, em lụm ra 200 con số ứng với lại cái số thứ tự của những người này. Nhưng mà cái chọn mẫu ngẫu nhiên đơn này có dễ thực hiện không? Xin mời Lý Thị Thu Hà. Dạ, theo em thì là nó khó thực hiện, lý do là bởi vì mình phải cần có một cái danh sách, tức là mình phải lấy được cái danh sách của cái cỡ mẫu đó thì mình mới có thể random, mình mới có thể chọn ngẫu nhiên được. Nên là cái danh sách đó là khó lấy, theo em là như vậy. Đúng rồi, nói đúng chứ không phải. Nhưng mà sửa là chút, em phải có danh sách của toàn bộ dân số chứ không phải cái mẫu đó. Cái mẫu là cái em rút ra được từ dân số. Em phải có danh sách toàn bộ dân số. Cho nên hồi nãy á, cái ngay từ lúc đầu cô mới nói rồi đó, là chọn mẫu trên cộng đồng mà em nói em chọn mẫu ngẫu nhiên đơn là mọi người khó tin lắm. Làm sao mà nên nói là em chọn mẫu ngẫu nhiên đơn người dân thành phố Hồ Chí Minh, đào đâu ra cái danh sách toàn bộ dân số thành phố Hồ Chí Minh? Lý thuyết là hoàn toàn có thể lập được, tuy nhiên không có dễ dàng một chút xíu nào à, mà toàn thành phố nữa. Nghĩa là em phải mất, cô nghĩ là gọi là địa phương làm công tác tốt quá nha. Tức là họ phải đi xuống từng nơi, đi xuống từng tổ, xong rồi vô từng nhà à, gõ cửa xin cái danh sách của từng tất cả các đối tượng trong nhà nha. Thì á, tụi em tưởng tượng coi trên thành phố Hồ Chí Minh có khi á, là chủ ở chỗ khác cho thuê chỗ nhà đó ha. Rồi có khi á, là cùng một nhà thì có hai ba người, hai ba hộ khẩu trong đó, nhân hai ba cái hộ khẩu trong đó. Rồi có khi á, là thí dụ